Tại Sư đoàn 325, ngay từ trước khi bước vào đợt cao điểm trực dịp nghỉ Tết, việc luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu được duy trì đều đặn. Việc luyện tập các phương án chiến đấu giúp sư đoàn có sự chủ động về con người, phương tiện và cơ sở vật chất cho thực hiện nhiệm vụ. Trung đoàn duy trì nghiêm các chế độ canh trực như trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, tuần tra canh gác bảo đảm an toàn và sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra. Tại trận địa phòng không tiểu đoàn 3, lữ đoàn 673, các khẩu đội pháo luôn sẵn sàng cơ động vào trận địa, tiến hành sục sạo, tìm kiếm tiêu diệt mục tiêu, nhất là mục tiêu khó khi tác chiến phòng không ở nhiều thời điểm khác nhau. Chỉ huy lữ đoàn đã thường xuyên bám nắm trận địa để kiểm tra khả năng xử lý tình huống của bộ đội. Trong quá trình luyện tập của các pháo thủ hiệp đồng giữa các pháo thủ hiệp đồng giữa các khẩu đội với nhau, thì tinh thần luyện tập của các pháo thủ là cao, thực hiện đúng đủ chính xác nhiệm vụ của từng pháo thủ. Ngoài cái kế hoạch sẵn sàng chiến đấu phòng không, bảo vệ dịp Tết Nguyên đán, thì các cái kế hoạch như là đánh địch bảo vệ cơ quan đơn vị, kế hoạch phòng chống cháy nổ, cứu sập cũng được đơn vị thường xuyên quan tâm, tổ chức cho đơn vị luyện tập. Ngày nghỉ nhưng nhiệm vụ không nghỉ, những người lính vẫn luôn duy trì nghiêm luyện tập và làm chủ các phương án tác chiến với cường độ cao, sẵn sàng xử lý khi có tình huống. Đó là tinh thần chung của cán bộ chiến sĩ các đơn vị trong những ngày này. Đối với cả nhiệm vụ của trung đội súng máy phòng không 12-7, chúng tôi sẽ quản chặt các mục tiêu UAV, các thiết bị bay không người lái, flycam và các mục tiêu bay thấp. Vật chất sẵn sàng, vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật được duy trì đầy đủ số lượng và chất lượng. Đó là tiền đề quan trọng bảo đảm cho các lực lượng làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, xử lý hiệu quả các tình huống.